Ăn mừng Việt Nam chiến thắng à, cơm hến à. Bà làm cơm hến ăn luôn. Ây da, món này là ăn cặp món của cơm hến đó này. Ây, ruột mắm tôm, đậu phụng. Ăn mừng Việt Nam. Top mờ ấy da hến này, hến sao. Nước mắm chua ngọt hành tỏi. Chứ để bỏ cua cho đẹp thật chứ. Tương ớt. Đó, thì cái son đấy, dạ. Dạ luộc hả? Dạ luộc. Dạ sống. Chà đây ghi rau sống, à rổ rau sống hấp dẫn này. Ra vườn cắt muỗng ba hừng lên ba làm món cơm bún hến. Đây là còn món cuối cùng là món đây. Hôm nay mấy chị đại đại bữa ăn ăn mừng Việt Nam chiến thắng. Bữa cơm hến ăn mừng này. Ôi mọi người. Tập trung ra. Cơm hến là thiếu hai thiếu hai chi viên này. Hai thành viên đi ăn buffet tại trường chưa về rồi. Nhà có ai ăn này, em đi thì là khỏe body rồi, được rồi mà. Đứng rúng người tay. Ra mặc áo vô, ra mặc áo vô. Đây, ôi à, trái rồi. Mầm ruốc, nước ruốc. Con bưng bóc tay giúp, rồi thôi, để nhiều người nữa. Để ăn nhiều tô hiểu không? Một tô có thể vai là tọp này, tọp là da rắn. Bún không? Còn rau không? Bún rau nữa, chà cái gì rau này. Quá hấp dẫn, quá nguy hiểm. Rồi bà hến nó vô mà ăn đấy con. Đó. Ừ, con review đi, review món đi. Vừa thôi, mùa hai mùa là thôi. Đó, hến sao về miệng à. Hến sao về tí miệng. Còn tí miệng nữa. Con chăn đi ăn đi. Hến sao mà hành đó. Đó, có thức đồ mau rồi con bò đấy chứ vì đó. Con bò nếm bó. Con lấy tư ra cái này, có phải lấy muôn vì sạch chiến dâu nữa rồi. Đó, ăn một nêm nó nha. Một bò rau sống à. Bò dưới đó. À, rau sống bên dưới bắt đầu lên hả? Bò ăn từng nêm. Cơm rồi à. Đó, cháu một mầm tỏi ớt. Đó đi mấy chục nè. Từ từ, ba đang view ăn một. Mọi chút chiếu. Đầu vô. Mầm tôm là có cái muỗng, mầm tôm, mầm ruốc, còn muỗng mầm ruốc. Tôm 10 ngàn thôi, dạ. Người đây ra được 10 ngàn hay cả đó. Mà nhà làm đây người ăn được 3 tô. Đồ phúng nè. Tọc da. Và lực hến nữa. Ừ, hến nữa. Rồi, ai ăn chi ăn? Ai ăn nêm chi ăn cơm ăn. Đúng rồi. Đó, có xôi chua nữa, làm rau sống, có lấy đũa. Ít thôi cà chua. Ăn xoài. Rồi đang đi view. Rồi ăn đi, mời cả nhà. Mời cả nhà. Thôi ăn đi cả nhà ăn đi. Rồi ngồi xuống hướng ăn. Ra hương còn muốn rau sống mà làm món à. Rồi ba ăn cơm bún bún thì bỏ hai tô rồi. Đi vô mặc áo đấy ăn cơm rồi xong rồi không quay nữa không sợ quay đồ sợ lưng hình sợ lưng hình coi ăn đi không em biết rồi nhưng mà chị nói là năm phút đồ vốn 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 đi mà cưới mình đi. Đừng cưới mà ngon đi, đừng cưới ngon đi. Ngon đi. Mẹ đi ngoài rồi. Ngày nay ăn mừng ăn rô. Rồi ăn đi thì bên này con ăn tới đẹp nè, bò tới đẹp quan con. Bụng ăn súp. Rồi ăn đi tự nhiên. Nắng chiến thắng. Hôm đó là có cháu học sinh giỏi thì cả bốn cháu rồi. Anh mừng Việt Nam vô địch đấy. Việt Nam vô địch. Việt Nam vô địch. Thái Lan Lam Lầu. Việt Nam Lam Lầu Thái Lan. Lam Lầu Lầu từ Thái. Lam Lầu Thái. Ăn Lầu Thái. Thôi đêm Việt Nam ăn Lầu Thái. Ăn cả nước luôn. Ăn món Lầu Thái. Ngày đi ăn cơm hến luôn. Cho đừng nói là về à. Muốn về được phải 30 phút sau mới về lần. Người mình đi nhớ hồi em chặt cứng là cái ngã sáu là muốn về. Vì mời đám về chuyện thái nữa.
xe cao nữa hả? Chiếc xe, chiếc xíu xe. Ba mấy tỷ á. Ông mua mà đem về á, biển nước ngoài. Biển như biển ngoài giao đó. Này đi ba, họ tập trung vào đi coi ạ. Đùa đùa. Mày đem về có ai dặn chạy nhắn không? Quẹt cho cái ba đêm bữa thôi. Rồi. Đi. Coi coi anh. Con chạy tóc xỉu. Con đi này. Ê, ba đứng với lại. Mẹ mua đi. Mẹ mua ẩu đi. Ừ, đúng rồi. Cứ bỏ cái mau hay là mấy chị đứng bột. Mấy chị thêm nữa. Không, chạy cho anh mũi. Mũi về ai cũng nếm lên nếm. Cho con trăm đi không làm. Còn bột ngọt rồi mũi ai có nếm thêm nếm. Đó, ai có nếm. Nhập mắm, ruốc. Rồi. Đậu sống. Rồi à. Rồi ăn từ miếng. Cho anh đôi được thêm nè. Rồi. Mua hẹn về mình mua về mình luộc, luộc xong mà bóc ra và lấy hẹn lấy nước. Rồi thôi. Nói chúng món đi ngon đi mà lâu không? Bất cứ rồi. Cho buổi sáng tự nhiên đẹp mắt đi. Chắc cỏ đi. Chắc cỏ ra vườn bà thấy món ngon hả? Món này là món ngọt hả? Bà cắt vô bà bào ra, cắt ra, sắc. Bà ra chờ mua bụng mua đâu luôn hả? Mua hẹn nó về nấu bụng hẹn luôn. Chờ muốn biết mà quay làm nấu. Chưa quay nếm lắm thôi. Quay rồi chuẩn bị con bỏ thêm thuốc với nước mắm với cho nó. Nước mắm đấy. Dạ. Bị răng nè, răng ngăn mà ăn xoài được không? Ba. Nguyên mới ăn quá. Rồi, ăn ngon rồi. Ăn đổi. Tuệ cái ruột quá thôi, mình ăn đi. Có sống luôn. Bé. Không. Bỏ cái tự nhiên ăn đi. Bỏ cái tổng đi có trong cái gì nữa mà lấy cái tố này chắc chả hỏi thế. Đấy, cái tố ngóng này. Của anh Nguyên. Nếu về thì đi ạ. Đi ngư lộn đi chèo luôn. Cái gì đó, cái gì đó chú. Rồi đi ngư lộn đi. Đâu nhiều. Chèo chỗ con đâu. Ờ, bà bắt cái đông đi. Đùa chung nguyên bẩn á. Rồi, đây, đùa đây. Mẹ nhé, đùa bẩn. Không, đùa bẩn. Đùa bẩn. Đùa bẩn. Đùa bẩn. Đùa cũng ương ăn lâu dữ lắm, để xong rồi cái hàng á sờ món cái mà thì không đúa phải bá bụng ăn á. Ừ. Mà ăn cái đó luôn bỏ bỏ trong được thịt rồi chỉ muối thôi tí nữa má ít rồi xin quan điểm đó. Muộn hiện này. Ai muộn hiện này. Nước mặn này. Con ném đi. Con mang. Mày ném luôn nha. Vừa ăn rồi là bị tịch mặt rồi. Ăn bột. 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 Ăn chắc chắn là nó sẽ nói chứ tóc tóc đưa mà nó mở không.
Vô ăn thì có ừ đó. Chị bỏ cái